ni sinh khả pa đang sam a di ya mi. Con xin vâng giữ điều học là quý chân xa xứ sát sanh. Adinna dana viramani sikkhapadang samadhiyami. Con xin vâng giữ điều học là quý chân xa xứ trộm cắp. Kame sumichachara viramani sikkhapadang samadhiyami. Con xin vâng giữ điều học là quý chân xa xứ tà dâm. Musa viramani sikkhapadang samadhiyami. Con xin vâng giữ điều học là quý chánh xa xứ nói dối. Sura me raya macha pamadatana viramani sikha padang samadhiyami. Con xin vâng giữ điều học là quý chánh xa xứ dây dối ông rượu và các chất say. Imani bancha sikha padani. Sa thu căng ca tu va áp ma ma đề na ni cha ca lăng sam ma ra ki tap bang. Chư thiện tinh nên thọ trì ngũ giới này chứ được trong sở thế vẫn giữ hành theo cho đến trọn đời chẳng nên với vui. A ma phan tê dạ xin vâng. Si lê na su ka tanh yan ti si lê na phu ka sam ba da si lê na ni pu tanh yan ti ta sma si lăng vi so. Ha ye. Các chúng sanh được sanh về cõi trời cũng nhờ giữ giới, các chúng sanh được giàu sang cũng nhờ giữ giới, các chúng sanh giải thoát nhập niết bàn cũng nhờ giữ giới. Bởi các cái nên chư thiện tinh phải ráng thọ trì dễ luật cho được trong sạch, đừng có lâm nhơ. Sa thu lành thay. Dạ, thay mặt đại chúng trong rung, con xin được thành kính chân. Đại đức Nương Nguyên Hạnh đã từ bi hoan hỷ thay mặt cho đại đức tăng truyền tam quy ngũ giới đến hàng Phật tử chúng con với lòng thành kính làm lễ tán giấc tam bảo tụng kinh và thọ trì quy giới phần phước phát sanh lên chúng con xin hồi hướng đến các vị huân thầy tổ ông bà cha mẹ thân bằng quyến thuộc nội ngoài hai bên của chúng con đã quá vãng cầu mong cho các vị ấy tùy hỷ phần phước này rồi được tái sanh về nhàn cảnh bằng đã tái sanh vào nơi an vui nào rồi thì sự an vui càng thêm tăng tiến. Do phước báu mà chúng con đã trong sạch làm đây, hãy là món duyên lành để chứng đắc A-la-hán, thánh đạo, thánh quả, niết bàn, diệt đoạn tuyệt mọi phiền não ngũ ngầm nơi tâm. Nam-mô Phut-tha-ya, Nam-mô Tham-ma-ya, Nam-mô Sang-kha-ya. Nhờ kính bạch trên đại đức tăng, kính thưa quý tu nữ cùng toàn thể đạo tràng và sau phần lễ bái tam bảo tụng kinh. Và thọ trì quy giới ở Vatchana xin được nhường lại cho Sích Sâm Si Nhật Huỳnh. Kính mời Sích Nhật Huỳnh. Dạ, sa thủ kính cảm ơn Minh Quách Thanh Á. Dạ, cảm ơn Minh Quách Thanh Á, Xích Đăng Đông, cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Dạ, kính cảm ơn cô tu nữ, Viriyat Thanh Á, cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Nam Mô Bích Tha, dạ, Nam Mô Tham Ma, dạ, Nam Mô Sang Kha, dạ. Con thành kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo, ân đức Phật, ân đức Pháp, ân đức Tăng. Con thành kính đảnh lễ Thường Tọa Minh Hạnh, đại đức Phật Tính, đại đức Pháp Trang cùng chư tôn đức hiện diện trong đạo tràng. Nhật Quỳnh kính lễ quý bà, quý cô tu nữ. Nhật Quỳnh kính lễ cô tu nữ Diyatana, cô tu nữ Tệ Duyên. Cô tu nữ Thâm Má Cha Rí. Dạ, cảm ơn cô Tệ Duyên cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Nhật Quỳnh kính chào Vinh Quách Thanh Á, mến chào Sức Rằng Đông, kính chào Canh Đá Rá. Mến chào Sích Hoa Nguyệt, mến chào Sích Trần Đạo, em mình mến chào Thi Lâm, kính chào IQ em đó, mến chào Trăng Thư, mến chào Cẩm Vân, kính chào A Bình Yên, An Vui, dạ, kính chào Loan Liễu, kính chào Đức Bạn, kính chào anh chị An Quang Liêm. Một lần nữa, con thành kính đảnh lễ chư tôn đức. Nhật Quỳnh kính chào đạo tràng. Sa thú lành thai. Chúng con thành kính đảnh lễ tri ân Thượng Tọa Minh Hạnh đã từ bi hỷ thay mặt chư tôn đức tăng truyền trao tam quy ngũ giới đến hàng Phật tử của chúng con. Nhật Quỳnh
Xin thay mặt đạo tràng kính cảm ơn huynh Vát Tha Na đã thay mặt đạo tràng lễ bái Tam Bảo và thọ trì vi giới. Nam mô Bích Tha Dạ Dực Quỳnh Thấy Cô Tu Nữ Tề Duyên có chức mái, và cô có thể thay mặt đạo tràng đọc kinh mà thỉnh pháp sư không cô? Nếu được, cô cho Nhược Quỳnh một tín hiệu để thỉnh ngài trước khi ngài vào đạo tràng, để mình không mất thời gian ngày vào đạo tràng thì đạo tràng sẽ được nghe ngài thuyết giảng liền. Dạ, vậy Nhược Quỳnh kính mời cô thay mặt đạo tràng cung thỉnh pháp sư ạ. Nam mô Bích Tha nha. Dạ, kính mời cô. Nam mô Bích Tha nha. Nam mô Tham Maya, Nam mô Sankhaya. Con thành kính đảnh lễ Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Con kính đảnh lễ Thượng Tọa Minh Hạnh, Đại Đức Pháp Tính, Đại Đức Pháp Trang, cùng Chư Tôn Đức Tăng, kính lễ quý bà quý cô tu nữ. Và thân chào tất cả quý thiền nam tín nữ. Và bây giờ là giờ cung thỉnh Pháp Sư. Kính mời đạo tràng cùng tự nhiên cung thỉnh Pháp Sư. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Evaṃ saṃ bhāti brahmā bhagavantaṃ ācchathā tuṃ hi bhāve nātaṃ bhūto kāśunyena divāsāya tanha uttabhadena migadayam tato gato vanchavatya nayo naiye amang baye si dhammato tato bhavuti sambhuto anunatham madesanam magavasa nidesesi satanam attha siddhakam tena sadhu ayo vante desa tu tham ma desa nam sabbajitha barisaya anukambang bikatawe chúng sanh tất cả bốn hàng như sen trong nước minh quang luôn chờ trời lỗ mọc đắng nhờ ánh sáng trái hoa lạnh rải tàn mùi hương pháp màu ánh sáng phi thường chiếu khắp ba cõi rõ đường an vui phạm thiên vẫn ngắm ngồi khấn khoảng Phật nhận lời nhưng chẳng gì hơi quyết lòng mở đạo dạy đời nhắm vườn lộc gia ngài dời chơn sang thuyết pháp độ các hàng đệ tử có năm thầy thính giữ pháp từ
đó là nhóm kiều trần như được nêm hương vị hữu dư niết bàn, rồi từ đó mở mang giáo pháp 45 hạ giáp vẹn toàn, một lòng chẳng thôi không mòn những điều lợi ích hằng còn lâu năm. Cả tam giới thừa ông phổ cập, đám mưa lành rưới khắp thế gian, bởi nhân cơ tích rõ ràng, thỉnh ngài thuyết pháp nói đàn từ bi. Chúng sanh ngồi khắp chốn ni, tôi mê cầu đặng trí trí vẹn toàn. Nam mô Bụt Thầy Giá. Con đã thay mặt đạo tràng cung thỉnh pháp sư, và bây giờ con kính cung thỉnh thượng tọa Tề Siêu Từ Bi Hoan Hỷ đăng đàn thuyết giảng cho chúng con bài học hôm nay. Lukasanathang varamutamahang puthanja thamanja panamami sangkhang. Thành kính nhà lễ Đức Phật, giáo pháp và tăng chúng là ba nơi đường tựa cao quý của chúng sanh trong thế gian. Kính bạch chư tăng, kính thưa quý học viên Phật tử, tối hôm nay chúng ta học về tiếp tục thân tịnh đạo. Trong phần định của đi mục, nhắc lại để chúng ta nhớ trong cái trong đề mục tu thiền thì chỉ có 30 đề mục đắc thiền và có 10 đề mục không đắc thiền, chỉ là đưa đến cận định mà thôi. Thì 10 đề mục không đắc thiền đó, thì chúng ta sẽ học sau khi chúng ta học hoàn tất 30 đề mục đắc thiền. Ba mươi đề mục cách thiền đó thì có 26 đề mục đắc được định vô định thường định sắc giới, tức là 10 biến xứ, 10 bất mỹ, niệm hơi thở, niệm sự chết và bốn phạm trú. Như vậy được gọi là 16, là 26 đề mục đắc thiền sắc giới. Rồi có 4 đề mục đắc thiền vô sắc giới, tức là
cái đề mục không vô biên xứ, đề mục thức vô biên xứ, đề mục vô sở xứ, đề mục phi tử phi phi tử xứ. Có một điểm mà chúng ta phải chỉ để ý, là đối với thiền sắc giới, vì phân cao thấp bậc thiền là dựa trên chi thiền tầm tứ hỷ lạc định, hay là tứ hỷ lạc định, hay là hỷ lạc định, lạc định, hay là định và xả. Vì vậy có nhiều đề mục khác nhau để đắc được sơ thiền, có đề mục, nhiều đề mục để đắc nhị thiền, nhiều đề mục để đắc tam thiền, nhiều đề mục để đắc tứ thiền, nhiều đề mục để đắc ngũ thiền. Vì vậy gọi là bậc thiền, tức là gọi sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, ngũ thiền, đó là vì lấy theo chi thiền, chứ không lấy theo tên của đề mục. Trong khi đó thì thiền vô sắc lấy tên của đề mục thiền mà gọi cho cái tâm thiền luôn. Thí dụ như tu tập đề mục không vô biên xứ thì sẽ đắc được thiền định không vô biên xứ. Tu tập với đề mục thức vô biên xứ thì sẽ đắc được thiền thức vô biên xứ. Tu tập với đề mục vô sở xứ thì sẽ đắc được thiền vô sở xứ. Tu tập với đề mục phi tử phi vi tử xứ thì sẽ đắc thiền phi tử phi vi tử xứ. Có những học viên họ nhầm lẫn cái chỗ này, riết rồi khi nói đến không vô biên xứ, họ biết là không vô biên xứ đó là để chỉ cho đề mục không vô biên xứ, hay là cái tâm thiền không vô biên xứ, hay là cái cõi không vô biên xứ, cõi phạm thiên không vô biên xứ. Họ nhầm lẫn cái đó. Nhưng mà thưa quý vị, nói đến hệ thống vô sắc giới thì có cả ba trường hợp gọi chung. Đề mục là lấy đề mục không vô biên xứ. Khi chứng thiền, tâm thiền đó cũng gọi là tâm thiền không vô biên xứ. Khi đã chứng thiền đó rồi, mệnh chung ở đây và tái sanh về cõi vô sắc, thì cõi vô sắc của cái vị tu chứng thiền này cũng được gọi là cái cõi không vô biên xứ. Cả ba trường hợp. Đây là điều mà tôi muốn nhắc lại để cho các Phật tử chúng ta lưu ý. Một mặt khác, thiền sắc giới sở dĩ không có phân là sơ nhị tam tứ, để nhất là nhị đệ tam đệ tứ, mà gọi tên theo đề mục là bởi vì thiền sắc giới, ví dụ như đề mục đất, đề mục Kassina, đề mục đất, thoạt đầu thì nó đắc được sơ thiền, rồi cũng đề mục đất đắc được nhị thiền, đắc tam thiền, đắc tứ thiền, đắc ngũ thiền, cũng một đề mục thôi. Cho nên nó khác nhau ở chỗ chi thiền. Còn trong khi cái thiền vô sắc thì cũng có, chi thiền thì
dầu cho không có vi xứ hay phi tử, phi vi tử xứ thì chi thiền vẫn là định và xả. Nó chỉ khác nhau ở chỗ cái đề mục. Đề mục không có vi xứ thì chỉ chứng được thiền không có vi xứ thôi, chứ không không thể nào cái đề mục không có vi xứ mà chứng được thiền vô sở xứ hay là phi tử vi tử xứ được. Cũng như các cái đề mục khác cũng vậy, ba đề mục khác cũng vậy. Cho nên thì sắc giới phân định thứ lớp bậc thiền, thứ bậc á, thứ bậc thiền là theo chi thiền cha năng gác, còn thiền vô sắc á, thì thứ bậc thiền là gọi theo đề mục. Cho nên chúng ta gọi là cảnh, nó khác nhau ở chỗ cảnh đề mục. Cảnh nó gọi Aramana. Thì thưa quý vị, hôm trước chúng tôi đã nói là đối với bốn thiền vô sắc á, có hai lý do mà chúng ta không cần phải học kỹ, chỉ học tóm lược để biết thôi. Cái lý do thứ nhất là vì thiền này chúng ta thời nay không có ứng dụng. Chúng ta không ứng dụng được. Thứ hai nữa là đề mục thiền này cũng là sâu xa, khó hiểu lắm. Dù cho giải thích các Phật tử chúng ta cũng không có nắm bắt được. Tại sao có đề mục gì mà lạ lùng vậy? Cho nên ở đây chúng ta chỉ học đại khái, học cái khái niệm để cho biết rằng 30 đề mục hay có 26 đề mục đắc thiền sắc và 4 đề mục đắc thiền vô sắc. Bốn đề mục thiền vô sắc là không vô biên xứ, akasananya yatana. Đề mục thức vô biên xứ, vinyananya yatana. Đề mục vô sở vô xứ, akinchanya yatana. Đề mục phi tưởng phi vi tưởng xứ, nevasanya nasanya yatana. Bốn đề một vô sắc này cũng được kể là đề mục thiền chỉ samatha, vì đưa đến an chỉ định apana samadhi. Một cái thiền không vô biên xứ akasananya yatana ở trong kinh văn bộ phân tích Tạng Bi Dược Pháp có nói: nhờ hoàn toàn vượt qua các sắc tưởng, diệt mất các đối ngại tưởng, không tác ý các dị biệt tưởng, vì ấy nghĩ rằng hư không là vô biên, vì ấy chứng và trú không vô biên xứ. Thì ở đây đó, trong kinh văn
đã nói như vậy thì bây giờ chúng ta sẽ hiểu nhờ hoàn toàn vượt qua các sắc tướng. Hoàn toàn sapaso ở đây có nghĩa là về mọi phương diện, vượt qua các sắc tướng rupasanyana samatikama, có hai nghĩa là hành giả bỏ lại thiền chứng thuộc về sắc giới, tức là 15 tâm sắc giới, hoặc hành giả bỏ qua các đối tượng của thiền sắc giới, dừng những địa mục thiền, địa mục biến xứ kasina chẳng hạn. Gọi là vượt qua các sắc tướng. Cái chữ diệt mất các đối nghệ tưởng, patikasanya nang athangama, câu này trong kinh văn có nghĩa là đối ngại tưởng là những tưởng khởi lên do căn tiếp xúc với cảnh trần tương ứng, tức là sắc tưởng, nhãn thức, thinh tưởng là nhĩ thức, khí tưởng là tỷ thức, vị tưởng là thiệt thức, xúc tưởng là thân thức. Năm tưởng ấy gọi là đối ngại tưởng. Nó đúng đó, gọi là 10 đối ngại tưởng, vì chúng ta có ngũ sùng thức. Dĩ nhiên những tưởng này cũng không có ở một vị đang sơ thiền, nhị thiền, vân vân. Nhưng nói rằng vị chứng thiền vô sắc nhờ diệt mất các đối ngại tưởng chẳng qua là sự giới thiệu về thiền vô sắc để gợi sự quan tâm đối với thiền vô sắc vậy thôi. Trong kinh văn kế tiếp có cái câu công tác ý các vị việt tưởng nà nát tác sa nhà năng Amasikara. Các loại tưởng thuộc về tâm dục giới ngoài ngũ sung thức, còn lại là ba tâm ý giới và 41 tâm ý thức giới. Vì chúng có đối tượng khác nhau, có bản chất khác nhau nên gọi là dị biệt tưởng. Câu nói không tác ý các gì biệt tưởng trường hợp này, vì muốn tu thiền vô sắc thì không tác ý đến 27 tưởng động lực dục giới, không kể hai tâm sân, vì 27 gì biệt tưởng này vẫn còn hiện hữu nơi hạng người sanh khởi thiền sắc giới. Bởi thế nếu còn tác ý đến gì biệt tưởng ấy thì không đạt được thiền vô sắc, không có vi sinh. Trên đây là giải thích những cái câu mà quý vị đọc ở trong kinh điển thường hay gặp, là hoàn toàn vượt qua các sắc tưởng, diệt mất các đối ngại tưởng, không tác ý các gì biệt tưởng. Thì ở đây trong thanh tịnh đạo giải thích cái đó, chúng tôi giảng lược lại. Khi nào mà chúng ta đọc ở trong kinh văn trường bộ, trung bộ, hay là ở trong tạng vi diệu pháp mà chúng ta gặp những cái đoạn nói về vị chứng thiền vô sắc, nghe mấy cái câu đó chúng ta biết cái gì thì chúng ta sách thanh tịnh đạo chỗ này ra thì chúng ta sẽ hiểu cái gọi là chứng ngại tưởng, dị biệt tưởng là như thế nào. Bây giờ cái câu mà nói rằng nghĩ rằng hư không là vô biên, Ananto Akasotik, hư không ở đây là cái khoảng không còn lại sau khi dời bỏ địa mục không biến xứ. Chứ không biến xứ, biến xứ cái xin là địa mục, mà đất nước lửa gió xanh vàng đỏ trắng hư không và ánh sáng
thì cái hư không của thiền sắc giới đó phải được dời bỏ đi. Chỉ còn cái khoảng không thôi. Cũng giống như bây giờ quý vị chú ý cái thí dụ này, chúng ta gọi là cửa, cửa nẻo. Cái nhà thì lại có cửa nẻo, cửa sổ để thông gió, hay là cửa cái là để đi ra đi vào. Sở dĩ mà được gọi là cửa là tại vì nó bị giới hạn bởi đấm khung. Thì đương nhiên cái cửa hay là cái chỗ đó nó phải trống, giống như cái đề mục hư không cái xế ná vậy đấy, hư không biến xứ. Khi nào mà cái nhà cũ rồi mà chúng ta muốn dỡ bỏ để chúng ta bỏ trống, thì chúng ta dỡ cái cửa đó ra, thì tất nhiên là chúng ta đập phá cái tường, cái vách, đập phá luôn cái khung cửa, dỡ đi. Thì cái chỗ hồi nãy mà chúng ta gọi là cái khoảng trống của lối cửa đi, hay là khoảng trống lối cửa sổ, bây giờ cũng vẫn là khoảng trống, nhưng mà khoảng trống này không có giới hạn. Ananto, Ananto, Akaso, tức là vô, vô biên, không có giới hạn. Quý vị phải chú ý hai cái trường hợp. Cái đề một hư không đó, một là hư không biến xứ, là nó phải nằm ở trong một giới hạn. Còn cái hư không của thiền vô sắc là hư không không giới hạn. Nói đại khái như vậy. Nếu mình, tuy nhiên nói là đại khái, nhưng mà gần đây chúng tôi giảng nó hơi kỹ một chút. Thôi kệ, chúng ta chịu khó, chúng ta học cho hết cái này đi. Biết đâu quý vị còn nghe được cái chúng tôi nói không? Cho có lúc thì quý vị nó nghe, còn có lúc quý vị nó không nghe là sao thì không biết. Vị hành giả đặt để tâm vào khoảng không ấy, biến mãn không giới hạn. Đó là câu nói nghĩ rằng hư không là vô biên. Vị ấy chứng và trú không vô biên xứ. Thì ở đây đó, cái tác ý biến mãn trong một kép là không vô biên, khoảng không không giới hạn, nó trở thành cái trú xứ cho thiền vô sắc, nên gọi là không vô biên xứ. Akasa nancha với tình năng, vị hành giả sau đó, sau khi đạt đến an chỉ định với điều mục không vô biên xứ, thì trú với sự an trú tâm định ấy, gọi là chứng và trú không vô biên xứ. Akasa nancha với tình năng upasampaccha viharati. Trên đây là giải thích ý nghĩa đoạn kinh văn về việc chứng thiền không vô biên xứ. Bây giờ sẽ bàn đến cách tu tập để chứng thiền ấy.
Một người muốn tu tập thiền không vô vi sức, trước hết phải thấy sự nguy hiểm trong sắc pháp thô. Chính vì sắc pháp ấy mà có cuộc chiến tranh đấu tranh đụng với gậy gộc gươm đao, hoặc trong sắc pháp có ngàn thứ phiền toái như đau bệnh tàn tật, đói ăn khát uống, vân vân. Những điều phiền phức này không hiện hữu trong vô sắc giới. Để vượt qua sắc pháp thì vị hành giả nhập tứ thiền, tứ thiền ở đây là nói theo vi diệu pháp, nói theo kinh tạng, còn nói theo vi diệu pháp là nhập ngũ thiền. Nhập ngũ thiền sắc giới với một trong bốn địa ngục biến xứ, ngoại trừ biến xứ hư không. Tuy đã vượt khỏi sắc thô nhờ tứ thiền hay ngũ thiền sắc giới, vị hành giả còn muốn vượt qua cả các sinh ná sắc tế, vì nó vẫn còn giới hạn sắc pháp. Tức là đất nước lửa gió xanh vàng đỏ trắng ánh sáng, cái đó nó gọi là biến xứ thô. Bây giờ hành giả muốn vượt qua cả các sinh ná tế, vì tế như là hư không, vì nó vẫn còn giới hạn trong sắc pháp. Cái sắc hư không đó, thưa quý vị. Bởi vậy khi hành giả đã nhãn đối với sắc của ca sinh á, rồi khi xuất khỏi ngũ thiền sắc giới, hành giả tác ý đến hư không không giới hạn của ca sinh á, và nhìn nó như là không gian không giới hạn, Ananto Akaso. Hành giả tác ý đến tướng khoảng không ấy nhiều lần, hướng tâm chú tâm vào nó. Lúc ấy các triền cái được khống chế, niệm được an trú, tâm được định tĩnh với cận định. Hành giả tiếp tục tu tập làm sung mãn tướng ấy. Và tướng ở đây là ứng chứng đó, thưa quý vị. Và tâm không vô vi xứ khởi lên cho hành giả. Hành giả đã đắc an chỉ định vô sắc với đề mục không vô vi xứ. Tâm thiền không vô vi xứ cũng thuộc về tứ thiền. Đây là nói theo hệ thống bốn thiền của kinh tạng. Thuộc ngũ thiền nếu nói theo hệ thống năm thiền của vi diệu pháp. Ở trong thiền sắc giới thì cũng có ngũ thiền. Ngũ thiền sắc giới và thiền vô sắc giới nó đều có hai chi thiền, xả và nhất hành. Ekakata Ubekha. Nhưng có sự khác biệt là tâm không vô biên xứ có đối tượng là vũ sắc hư không không giới hạn, trong khi đó thì ngũ thiền sắc giới có đối tượng là hữu sắc như là hư không bị giới hạn. Cái mà địa mục biến xứ hư không ở trong 10 địa mục Kassina thì hai cái hư không này, hư không giới hạn và hư không không giới hạn, là cái đề mục của đề mục hư không không giới hạn là của thiền thì của sắc. Không biết nói về quý vị hiểu hay không. Ồ vậy tốt quá, có người hiểu được rồi. Còn cô Nhật Quỳnh không biết hiểu không, cô nói rõ thôi. Ồ tốt quá.
Bây giờ chúng ta bước sang cái đề mục thứ hai là thức vô vi sức quy nha nan cha với tà năng. Ở trong thanh tịnh đạo, đặc biệt nghĩa là cứ mỗi một tầng thiền như thế này, mỗi đề mục thiền là Đức Phật là dẫn chứng một cái đoạn. Và đoạn kinh văn này ở trong bộ phân tích quý phân gác của Tạng Vi Diệu Pháp. Kinh văn nói như sau: nhờ hoàn toàn vượt qua không vô biên sức, nghĩ rằng thức là vô biên, vì ấy chứng và trú thức vô biên sức. Kinh văn chỉ có nhiều đó. Hồi nãy chúng ta học không vô biên, đi một không vô biên sức, chúng ta học hơi kỹ, hiểu rồi. Bây giờ nếu mà thức vô biên sức mà chúng ta chỉ nói cái tên và kinh văn không thì nó cũng hơi ức, hơi ấm ức một chút, là không hiểu tại sao bây giờ cái đề mục này gọi là thức vô vi. Quý vị có muốn nghe nữa không? Rồi bây giờ quý vị nghe đi. Hành giả muốn tu tập đến thiền thức vô vi xứ thì sau khi đạt được thiền chứng không vô vi xứ, trước hết phải thấy sự hạn chế của tâm thiền không vô vi xứ, khám phá rằng tâm thiền ấy biết đối tượng hư không, dù đó là hư không vô biên, nhưng vẫn còn chút vướng víu. Rồi vì ấy lấy tâm thiền này, tức là lấy thức quy nha năng làm đối tượng, cho là an tịnh hơn, tác ý đến thức, quan sát đến thức, tác động trên thức ấy, và nghĩ rằng thức không giới hạn, hay thức là vô biên. Anh đang tăng quy nha năng, anh đang tăng quy nha năng. Khi hành giả hướng tâm liên tục nhiều lần trên tướng ấy, thức vô biên, vân vân, thì những chuyện cái được đề nén, niệm được an trú và tâm trở nên định tĩnh với cận hành định, tức là cận định. Hành giả duy trì cận định này, tu tập liên tục làm cho sung mãn ấn chứng ấy. Làm như vậy cuối cùng an chỉ định thuộc thiền thứ vô vi xứ khởi lên, gọi là đắc chứng đệ nhị thiền vô sắc. Thiền thức vô biên xứ cũng thuộc về ngũ thiền theo A Tỳ Đàm, hoặc là tứ thiền theo Tận Kinh, và chỉ có hai thiền chi là xả và nhất hành. Đó là giải về đề mục thức vô biên. Bây giờ thứ ba là nói đến đề mục vô sở xứ, A Kinh chân nha với tà năng. Ở trong thanh tịnh đạo cũng dẫn chứng đoạn kinh văn này: hoàn toàn vượt qua thức vô biên xứ, nghĩ rằng không có gì, vì ấy chứng và trú vô sở xứ. Đoạn kinh văn có bao nhiêu đó? Hành giả muốn tu tập thiền vô sở xứ, trước hết phải nhập thiền thức vô biên xứ một cách tự tại, rồi thấy thiền này chưa an tịnh lắm. Sau khi đã từ bỏ sự bám víu vào thức vô biên xứ, hành giả tác ý đến sự không có mặt, sự rỗng không của thức. Của thức vô biên xứ đã đạt được và nghĩ rằng không có gì, không có gì. Nát thì kinh chí, nát thì kinh chí. Hồi nãy đó, cái đề mục đầu là không vô biên, là cao cấp hơn cái đề mục hư không của thiền sắc giới.
Vì hư không của thì sắc giới thì một cách xin đó, thì một biến xứ đó, hư không đó có giới hạn. Từ vị đó tác ý đến hư không, không có giới hạn, cao cấp hơn chút. Nhưng mà sau khi chứng được cái thiền không có viên rồi thì vị đó mới nghĩ rằng cái tâm thiền chứng mà còn vướng víu ở trong cái đề mục hư không đó, mặc dù là hư không vô biên, nhưng mà cái tâm đó thì nó vẫn chưa có được an tịnh lắm. Cho nên vị đó lấy làm đề mục đó là thức vô biên, thức vô biên. Nhưng mà cho đến cái thứ ba đó thì vị này cũng thấy cái thiện thức vô biên chưa được an tịnh lắm, mới từ bỏ sự bám víu vào thức vô biên, mới tác ý đến sự không có mặt, sự trống rỗng của thức vô biên xứ đã đạt được, nghĩ rằng không có gì, không có gì. Thì khi hành giả hướng tâm đến sự tự đến tướng như vậy đó, thì những triền cái được trí ngự và niệm được an trú, và tâm của hành giả tập trung ở cận định. Hành giả tiếp tục tác ý tướng này nhiều lần, làm cho sung mãn, cuối cùng an chỉ định vô sở xứ khởi lên, gọi là chứng đắc đệ tam thiền vô sắc. Thiền chứng vô sở xứ cũng thuộc về tứ thiền theo kinh và ngũ thiền theo A Tỳ Đà. Vì thiền này cũng có hai chi, thiền là xả và định, xả là nhất hành. Đó là giải về đề mục vô sở xứ, đề mục thứ ba. Cuối cùng thì chúng ta học đến đề mục phi tưởng, phi vi tưởng xứ, đề vasanya na sanya cái tình năng. Trong thanh tịnh đạo cũng dẫn chứng cái đoạn kinh văn này bằng cách hoàn toàn vượt qua vô sở xứ, vẻ chính và trú phi tưởng, phi vi tưởng xứ. Đoạn kinh văn bao nhiêu thôi. Bây giờ hành giả muốn tu tập thiền phi tưởng, phi vi tưởng xứ, trước hết phải nhập thiền vô sở xứ, xuất thiền vô sở xứ rồi vì ấy thấy khuyết điểm trong vô sở xứ rằng thì này là tưởng có cảnh thức vô biên là đề mục. Tưởng ví như bệnh, như cục vướng, như mũi tên, chỉ có đây mới là an tịnh tinh lương, tức là phi tưởng, phi phi tưởng. Được gọi là phi tưởng, phi phi tưởng nghĩa là không phải tưởng, cũng chẳng phải là phi tưởng. Đây chỉ cho cái tưởng mà nơi vị hành giả có cái tưởng quá tinh tế đến mức không thấy có tưởng, nhưng không phải là không có tưởng. Điều này cũng thí dụ như mặt đường trơn trượt do có nước ướt, nhưng được bảo lấy nước đó rửa chân thì không có nước. Ở đây có nghĩa là không có nước rửa vì nó quá, làm sao mà lấy được, bởi vì nó chỉ ướt thôi, không có nước rửa. Nhưng không phải là không có nước ướt, là bởi vì nó ướt nên nó cũng gọi là có nước. Ở trong thanh tịnh đạo, ví dụ một vị trưởng lão già yếu được người đệ tử dìu đi khất thực, đi đến chỗ cái đoạn đường mà trời mới mưa làm cho ướt con đường trơn trượt, thì người đệ tử nói: thưa thầy, thầy bước đi cẩn thận, ở đây
có nước ướt đường trơn trượt, thì vị thầy đó mắt cũng lờ mờ, nghe nói như vậy mới bảo vị đệ tử nếu có nước thì lấy nước đó cho thầy uống giải khát. Thì người học trò nói là dạ không có nước. Thì thầy mới hỏi sao hồi nãy đệ tử nói rằng có nước ướt mà. Nói dạ có nước nhưng mà như người là không có nước, bởi vì nước đó chỉ đủ làm ướt đường, ướt mặt đường, nhưng mà nó không động thành vũng để mà mình có thể múc lấy mà uống được đâu. Thí dụ đó, để cho chúng ta hiểu cái gọi là phi tưởng đó. Cái tầng thiền này nó tinh tế, cái đề mục này quá tinh tế, và đắc chứng được thiền này cũng quá vi tế, gần như là thấy không có tâm. Tưởng ở đây là tâm, thấy không có tâm, nhưng mà không phải là không có tâm, có nhưng mà có rất là tinh vi. Bởi vì cái thiền phi tưởng đó, một vị mà vị A-la-hàm hay vị A-la-hán mà nhập diệt thọ tưởng định, có khả năng diệt mất tâm không cho nó sinh khởi đó, thì phải đạt đến cái trình độ là chứng được thiền phi tưởng. Tâm vị đó vốn đã tinh tế, giờ chỉ cần vì nó diệt thọ tưởng thì sẽ không có tâm sanh 7 ngày. Hoặc là chúng ta hiểu tưởng ở đây không phải là tưởng vì nó không thể làm cái nhiệm vụ của tưởng, mà nó cũng không phải là phi tưởng vì nó vẫn còn hiện diện, chỉ là trạng thái quá vi tế như một hành còn sót lại. Nên nó gọi là phi tưởng. Trở lại vấn đề tu tập, vị hành giả sau khi từ bỏ sự bám biếu vô dưỡng xứ, vị ấy tác ý đến phi tưởng xứ, xem là an tịnh tinh lương, lấy trạng thái phi hữu làm đối tượng cho tâm an trú. Tác ý chú tâm an tịnh, santa, santa. Ở đây chúng ta nhớ cái cách niệm bốn đề mục đó. Thì đối với thiền thức, thiền không vô biên thì Ananto Akaso, hư không là không giới hạn. Còn thiền thức vô biên đó thì Vinyanang Anantang, Anantang Vinyanang, Anantang Vinyanang là thức không giới hạn. Còn thiền vô sở xứ thì niệm là Natthi Kinchi là không có gì, không có gì. Nhưng mà đối với thiền phi tưởng xứ thì cứ niệm là santa, 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 an tịnh, an tịnh. Khi hành giả hướng tâm liên tục đến tướng ấy như vậy, những triền cái được trí ngự, niệm được an trú và tâm hành giả tập trung đến cận định. Hành giả tu tập tướng ấy nhiều lần, làm cho sung mãn thời tâm thiền phi tưởng xứ phát sanh, gọi là chứng đệ tứ thiền vô sắc. Thiền chứng phi tưởng xứ thuộc loại, cũng thuộc loại tứ thiền theo tạng kinh hay ngũ thiền hay A Tỳ Đàm. Vì thiền này cũng có hai chi thiền là xả và nhất hành. Đây là giải về đề mục phi tưởng xứ. Nói tóm lại là thiền không vô biên xứ có đối tượng là hư không vô biên. Thiền thức vô biên xứ có đối tượng là thức, là tâm thức.
quán không vô biên. Thì vô sở xứ thì có đối tượng là các phi hữu trống rỗng của thức vô biên. Thì phi tưởng, phi tưởng xứ có đối tượng là sự an tịnh trong cái không có cũng không phải không có. Bốn thì vô sắc này, bốn thì vô sắc khác hơn thì sắc giới ở điểm. Thiền sắc giới thì vượt qua đối tượng, tức là địa mục, trong mỗi trường hợp từng thiền. Nhưng chi thiền không thay đổi. Ở mỗi từng thiền, ở mỗi bậc thiền, vô sắc đều chỉ có hai chi là xả, upekkha và nhất hành ekakkhata. Thiền sắc giới thì mỗi bậc thiền có vượt qua chi thiền nhưng cũng cùng đối tượng địa mục. Như vậy là chúng ta đã xong về cái phần toát yếu sự tu tập định với địa mục vô sắc Arupa. Thì ở đây chúng ta đã học xong về 30 địa mục đắc thiền và tiếp theo thì chúng ta sẽ nói đến 10 địa mục đem lại cận định. Tức là 8 tùy niệm anusati, một tưởng nhường gớm thức ăn ahare patikulasanya và một phân bố nguyên tố chetuthatu vavatthana vavatthana. Ở đây thưa quý vị, cũng nói thêm rằng là ở trong thanh tịnh đạo đó thì Ngài sắp xếp các cái đề mục, những đề mục chứng thiền và những đề mục không chứng thiền, Ngài để lẫn lộn với nhau. Cho nên cái việc mà đi truy tìm các cái đề mục không chứng thiền thì phải nói là nhiều khi khó lắm. Cho nên khi mà chúng tôi giảng lược lại thanh tịnh đạo thì chúng tôi làm cái công việc giống như là dạy ở trong vi dụ pháp vậy đó. Tức là chúng tôi tách ra 30 đề mục đắc thiền sắc và vô sắc trước, nói trước, rồi đến 8 tùy niệm, một tưởng và một phân biệt, tức là gần có thể là 10 điều một không đắc thiền nói sau cùng, để chúng ta có thể 10 tưởng có thể nắm bắt được. Thì tuần sau này chúng ta sẽ học về 10 điều một chỉ đắc cận định, không đắc thiền, không đắc an chỉ định. Thì 10 đề mục đó lúc đầu là học 8 đề mục tùy niệm anusati, như niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm giới, niệm thiết, niệm thiên. Niệm thân thể trược, niệm an tịnh, niết bàn chẳng hạn. Tùy niệm chết, tùy niệm niết bàn. Thì khi mà trình bày như vậy đó thì chúng ta sẽ học dần dần 10 điều mục tùy, 10 điều mục không đắc thiền đó. Nói là 10 điều mục không đắc thiền chúng ta không cần thiết là đắc thiền, nhưng 10 điều mục này đó có lợi ích là tại thế nào? Là tại vì 10 điều mục đó nó gắn bó trong đời sống tu tập của chúng ta. Và một người tu tập như là người Phật tử, chúng ta ít nhất là chúng ta cũng phải hành thiền với 10 điều mục cận định này.
Nếu mà 10 điều mục cận định này chúng ta chưa thực hành qua thì chúng ta đừng nghĩ đến cái việc mà chúng ta hành điều mục thiền sắc giới hay thiền vô sắc giới chi mất công đó. Và cũng xin nói quý vị biết là 10 điều mục cận định này đó, nó sẽ giúp cho chúng ta an lập niềm tin và sống quan hỷ với những cái thiện pháp như là bố thí trì giới, hoặc là quan hỷ với các đức tánh của các vị chư thiên, hay là trong đó có cái đề mục niệm vị chết, niệm sự chết mà chúng ta hôm rày ở trong cái buổi sáng Việt Nam, buổi tối ở Hoa Kỳ chúng ta đã học về những cái khóa tu học trong cái mùa đại dịch Corona. Chúng ta cũng có nhắc đến cái đề mục niệm chết. Ngày hôm đó là chúng tôi thuyết giảng cái bài này. Còn niệm về cái sự an tịnh niết bàn đó, thì cái này thì nó cần thiết cho chúng ta lắm. Khi nào quý vị có sự sợ hãi hốt hoảng khởi lên, quý vị chỉ cần suy nghĩ cái pháp hữu vi có cái sự sợ hãi là như thế này, khổ đau sầu não là như thế này, chỉ có niết bàn là tịch tịnh, là không còn cái sự sầu não này, chúng ta nghĩ đến chỗ đó thì Corona chúng ta cũng không có sợ nữa. Cái cách chúng ta tu tập cũng tốt vậy thưa quý vị. Cái đó chúng tôi chỉ giới thiệu cho tuần sau thôi. Bây giờ chúng ta nghỉ đi. Chúc quý vị được sự an vui tiến hóa. Bây giờ xin cung thỉnh Thượng Tọa Minh Hạnh Quang Hỷ chúc phúc phước báo về rùm. Nam Mô Bụt Thầy nhà. Vatu sapa mangalang rakhantu sapa devata sapa buddha nupavena sada sati vavantu te Vatu sapa mangalang rakhantu sapa devata sapa dhamma nupavena sada sati vavantu te Vatu sapa mangalang rakhantu sapa devata sapa sangha nupavena sada sati vavantu te. Tất cả phú hoàng có đến người, cầu xin chư thiên hộ trì đến người, do nhà oai đức của chư Phật, do nhà oai đức của giáo pháp, do nhà oai đức của chư tăng các sự thành lợi thường thường đến người, cầu xin cho quả của tâm tinh thành tam bảo, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Dạ, sa thú lành thai, chúng con kính tri ân Thượng Tọa Minh Hạnh, Thượng Tọa Tuệ Siêu, Đại Đức Pháp Tính, Đại Đức Pháp Trang, Đại Đức Tịnh Đạt cùng Chư Tôn Đức đã vào rung chứng minh cho chúng con được thọ trì quy giới, ôn thọ trì quy giới và học pháp. Và chúng con kính tri ân Chư Đại Đức Tăng. Kính mời quý Phật tử cùng cảm dân hồi hướng. Ya deva pa santi vihara wa sini thu pe ga re bo thi ga re ta hin ta tham ma da de na pa wan tu vu chi ta so thin ka ron te tha vihara mang da le the ra cha mat cha na ka the ra cha mat cha na wa ka cha bit kha wo Sarami ka da na pa ti upasaka Gama cha de sa ni gama cha istara Sappana puta sukita pavantu te Chalabu cha ye pi cha anda sampawa Samseda cha ta athavu papatika
ni ya ni gang tham ma wa rang pa ti cha te sappe pi dukkha sankharon tu sankha yang tha tu ki rang sang tan tham mo tham ma thara cha bhut gara sang kho ho tu